Dạ em xin cảm ơn. Dạ em cảm ơn anh. Có gì quý hơn có anh ở trong nhóm cho Di được hai cái bánh bao. Và hiện tại Di cũng đang rất là đói. Rất là cảm ơn hai cái bánh bao này rất là quý. Dạ rất là quý. Để Di ăn cho cô chú anh chị và các bạn để nếm thử để cho cô chú anh chị và các bạn biết ha về bánh bao thiện nguyện này. Rất là ngon cô chú anh chị, rất là ngon. Cảm ơn. Dạ. Dạ, dạ ngon, rất là ngon luôn ạ. Dạ. Chứ không phải là làm từ thiện mà nó dở đâu nha cô chú anh chị. Rất là ngon luôn. Còn hơn là bánh bao mà bán ngoài đường nữa cô chú anh chị. Để Duy ăn hết hai cái bánh bao của anh trao tặng cho Duy. Mấy các anh các chú làm không kịp trở tay luôn đó cô chú anh chị. Dạ. Dạ cần của em có cái kẹt em xin gửi anh. Dạ Duy ra qua sau kia. Dạ em cảm ơn anh. Đăng ký ủng hộ em ha. Dạ Duy Kawasaki. Có một anh rất là dễ thương đã hỏi cơm của Duy. Duy ăn hết một cái rồi đó. Dạ 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 được rồi, em cảm ơn. Dạ dạ. Vì ăn bánh bao thì các anh các chú kêu có chai nước nữa. Rất là quý. Đang Duy ăn đói mà anh cho hai cái bánh bao rất là quý. Như Duy đã nói từ đầu là các cô chú có đi tham gia đại lễ hội ngày khai sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo thì các cô chú chỉ có lo tiền xăng đi đường và tiền ăn uống ở dọc đường thôi. Còn nếu mà đi đến nơi mà của Đức Thầy thì sẽ hoàn toàn miễn phí đồ ăn, nước uống, không tốn chi phí nào cả nha cô chú anh chị. Cảm ơn những tấm lòng của cô chú anh chị em đã tham gia và xin cảm ơn những mạnh thường quân đã gom tay góp sức để mà có những cái bánh bao như vậy để trao tặng cho mọi người tham gia đại lễ hội Phật Giáo Hòa Hảo rất là lớn như vậy, rất là tình người. Một cái là lo đi.
Và Duy không phụ lòng của các cô, các chú và các anh, các em làm ra cái bánh bao để trao tặng cho mọi người. Và ngay cả Duy, Duy đã ăn hết cái bánh bao mà anh đã gửi cho Duy, ăn đỡ đói để quay cho cô chú, anh chị và các bạn xem về đại lễ hội rất là lớn. Đại lễ hội ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Xin cảm ơn các cô các chú rất là nhiều. Không biết gì, không biết nói những lời nào mà để cho mà hết được cái tấm lòng quý như vậy. Dạ có nước cô Hanh, rất là cảm ơn các người, cảm ơn quý những tấm lòng quý như vậy. Anh thấy gì ăn hai cái bánh bao, gì ăn xong rồi anh đem trao nước để cho Duy uống. Rất là quý, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh tên gì anh? Anh An, mình ở xã huyện mình luôn ha anh. Dạ, anh An, cảm ơn anh An rất là nhiều. Và cảm ơn các chú, các cô, các chị, các em đã góp gom để mà họp lại để mà làm những cái bánh bao, những cái bánh rất là ngon như vậy để trao tặng cho mọi người tham gia đại lễ hội ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, rất là quý. Dạ con xin phép con đi chú Sáu. Dạ con cảm ơn cái chú Sáu ạ. Làm liên tục quậy nha, mọi người có đánh được Duy xin phép đi dài đường để mà quay cho cô chú anh chị xem về ngày lễ ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, ngày lễ lớn như vậy. Xin cảm ơn các cô các chú, các em các chị đã làm ra những chiếc bánh bao để cho mọi người lót dạ để tham gia đại lễ hội Phật giáo Hòa Hảo ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Xin cảm ơn các cô chú, các em, các chị. Dạ, xin phép con đi, con cảm ơn các cô, các chú, các chị, các em đã làm. Dạ có, nãy anh có cho em hai cái. Dạ, chúc các cô, các chú, các chị, các anh, các em thật nhiều sức khỏe và có thật là nhiều kinh tế để làm những việc thiện nguyện như vậy. Dạ. Dạ.